Mày à? Bố con mệt thì bố cứ để đấy đã. Ừ, bố không sao. Con vào chuẩn bị đi học đi, kẻo muộn, mau. Mà bố chưa được đi làm đâu đấy. Ừ, hôm nay bố vẫn ở nhà. Thôi, đi vào chuẩn bị đi học đi. Bố nhớ đấy. Bố nhớ, mau đi kẻo muộn. Làm gì mà mãi chưa đi học được thế Mai ơi? Dạ, con đang chuẩn bị đi đây ạ. Chào bác. Hương đến rồi cháu. Mai ơi, Hương đến rồi đây này. Con chào bố ạ. Ờ, học ngoan nhá. Dạ. Này, sao bà vẫn mặc bộ đồng phục ngắn cuốn cỡn? Đi. Mai. Con. Xem cô ơi. Đi xe ra đỡ mỏi chân chị ơi. Xe em xuống ơi. Xe không bao ơi. Xích lô, xích lô.
Cho về 46 bát sứ bao tiền? Chị cho xin 40. Giết người ra tiền à? Ở đâu mà lắm thế? 20 đi ông. Để thêm 5.000 nữa đi không? Đi không? Thêm 5.000 nữa đi không? 30.000 đi không? Thì mời chị lên xe. Đây đây đây, đỗ lại đây. Ba chục nhá. À. Cảm ơn chị nhé. Khỏe hẳn chưa mà đã đi làm thế? Đỡ nhiều rồi. Mới ốm dậy mà ăn uống như thế này thì làm sao mà đủ sức để làm? Sáng ăn no ở nhà rồi, bây giờ ăn thế này là đủ. Anh đi xe không anh? Chú đi xe à? Lên xe. Uống nước hết đi đã. Cho xuống đây. Hết bao nhiêu? Xin chú 30. Tiền to thế. Không biết là anh có đủ tiền trả lại chú không? Anh có 150. À, anh đi đổi, anh đi đổi. Thôi, anh đưa em. Bao nhiêu cũng được. Em xin nhá, cảm ơn anh. Thế thì thiệt cho chú quá. Này chú gì ơi, cảm ơn chú nhá. Cho ra khai. À đi à, lên xe. Anh cứ lên đi, anh lên 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 lên. Vâng, cảm ơn chị.
quán này gì được. Chưa. Cháu chào chú ạ. À, chào cháu. Chú muốn mua quần áo cho ai ạ? Chú mua cho con gái. Ừ, dạ, con gái chú năm nay bao nhiêu tuổi dạ? Nó học lớp 6 cháu ạ. Thế chú cứ ngắm đi ạ. À, lấy cho chú cái áo trắng dài tay kia. Dạ vâng ạ. Này, gói cho chú cả cái này nữa. Dạ. Vâng ạ, chú ơi, cả bộ này của chú là hết 400 nghìn đấy ạ. 400 à? Vâng ạ. Thôi cháu ạ, chú chỉ có 345 nghìn. Ơ, chú ơi. Hả? Dạ thôi, cháu để cho chú ạ. Để cho chú à? Ừ, tốt quá, tiền của cháu này. 345 nghìn. Chú ơi, tiền này của chú là tiền giả rồi. May mà cháu để ý đấy, không thì khổ chúng cháu. Giả thế nào? Cả ngày lao động quần quật của tôi. Thế là tao đổi được tờ tiền giả ấy đi rồi đấy. Mày đổi tiền của chú ấy à? Chứ sao? Nhân lúc ông không để ý, tao cháo luôn. Sao mày ác thế? Mày không thấy chú ấy khổ thế à? Thế người ta không ác với tao chắc. Người ta cũng cháo tiền của tao, mà tao có làm ra tiền giả đâu. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Đi đâu? Anh cho về 50 Lý Thái Tổ. À, thế bao nhiêu? Cho 40 nghìn. Thôi, cầm cả đi. Alo, em à, chị đến bây giờ đây. Ừ, bye em. Đây rồi, cho tôi xuống đây. Cảm ơn. Hình như chú lúc nãy quay lại đấy. Đâu? Thế kìa. Này, mày bảo là tao về rồi nhá. Mày có trốn mãi được không? Không thấy chị ạ. Không thấy à? Vâng. À kia kìa, ông kia kìa. Thôi,
Sao thế? Tôi đến đây là để trả ví cho cô cơ mà. Cô kiểm lại xem có thiếu gì không. Anh cầm lấy mà lo thuốc thang. Chú ơi! May quá! Cháu vẫn còn ở đây. Dạ, cháu linh cảm là chú sẽ quay lại nên cháu lán lại đây để chờ chú ạ. Chú muốn mua bộ quần áo này đúng không ạ? Đúng rồi, để chú gửi tiền. Dạ thôi ạ, là bạn cháu đã cháu của chú 200.000 ạ. Sao? Xin chú tha lỗi cho chúng cháu ạ. Số còn lại coi như là chúng cháu cho em ạ. Cháu chào chú ạ. Ok. Này cháu ơi! Vâng, chào con các bà. Ăn mì tôm thế kia tiền để đâu cho nó hết. Bố. Con gái à? Sao bố ốm mà bố vẫn đi làm? Bố khỏe rồi. Mà sao hôm nay bố về muộn thế? À, từ bố có khách con ạ. Sao không ăn cơm trước đi mà học bài con? Bố về muộn quá, con có thể lo lo. Lo cái gì? Sớm muộn thì bố cũng phải về. Xong việc để bố về chứ. Nào ăn cơm đi. Ơ kìa. Bố. Hả? Bố bị làm sao thế ạ? Bố không sao. Một cái tai nạn nhỏ thôi mà. Như vậy mà bố bảo là không sao. À, thôi. Lần sau bố hứa bố sẽ cẩn thận hơn. Nín đi con. Thôi nín nào. Này, lớn tướng thế rồi còn mít ướt. À, bố có quà cho con này.